xã hội thực dụng thế này, không biết nó sẽ ra sao. Một sáng mở mắt không tin thì cuộc đời nó như thế nào. Mỗi ngày nó đều mơ ước, nó cũng muốn được như người ta. Nhìn nó như thằng ấp ơ, họ càng muốn né nó ra thật xa. Xã hội thực dụng thế này, không biết nó sẽ ra sao. Một sáng mở mắt không tin thì cuộc đời nó như thế nào. Mỗi ngày nó đều mơ ước, nó cũng muốn được như người ta. Nhìn nó như thằng ấp ơ, họ càng muốn né nó ra thật xa. 3 năm trôi qua, không một ai có thể giúp nó. Hằng ngày nó phải lui thui núp vào trong một góc xó nào đó. Buổi sáng nó đi phụ hồ, còn buổi tối nó đi làm thêm. Chỉ vì chén cơm 3 bữa nó làm từ sáng cho tới ban đêm. Lâu nay anh em bạn bè ngày xưa cùng đổ máu chung, bây giờ còn ai? Địch mẹ đã trên 20 vẫn bàn tay trắng chưa có tương lai. Nó biết hôm nay không cần ngày mai, mặc kệ cuộc đời này nó đưa đẩy. Nó chỉ cần biết đây cái ra lệnh thì nó cho cuộc đời thằng đó phải gãy. Nó lớn rồi nhưng nó không muốn ngồi trong song sắt khóc lóc kể lể. Nó chỉ muốn sống bình thường, nó đâu muốn người ta phải để. Nó không cần một ai thương hại, vì cảnh nó còn người mẹ già. Nó thấy buồn khi mẹ nó khóc, mỗi đêm nó mang vết xị về nhà. Nó quyết định làm lại từ đầu, nhưng nó không biết bắt đầu từ đâu. Điều quan trọng nó muốn báo hiếu về cạnh mẹ từ nay về sau. Những lời mà tao nói ra về nó chính là tao. Tao không mong nó là sự thật, tao chỉ mong nó là giấc chiêm bao. Bây giờ ta vẫn còn đứng ở nơi đây. Anh em vẫn cháy ly, rượu này vẫn say. Uống đi uống thật nhiều mà sao đời vẫn cứ cay. Dòng nước mắt chán hàng mi, khi mà cứ đến về ngồi một mình lại sầu bi. Tình cảm yêu thương cứ đến rồi sau đó nó lại đi. Nó phải quyết làm gì lại khi mà nó đang rất buồn. Và khi trong đây cánh dỗ nó không để lại nó tu. Tự hứa với lòng mình rằng nó sẽ không bao giờ buông. Nên bây giờ đôi chân nó bước đi trên con đường nó đang có. Tình cảm anh em bạn bè khỏi phải lo. Như là tao, như là mày, như là mấy thằng đó. Tiền của tao kiếm được giờ có mày đó thằng chó là vì tao. Tao không giống như mày, những thứ mà tao đang có đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng một khi ngọn lửa mất đi, tao cũng vẫn sẽ cháy. Cuộc đời đầy giông tố và rồi mày sẽ thấy sự thật đằng sau câu chuyện cũng sẽ được phanh phay. Những thứ mà tao đang có đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng một khi ngọn lửa mất đi, tao cũng vẫn sẽ cháy. Cuộc đời đầy giông tố và rồi mày sẽ thấy sự thật đằng sau câu chuyện cũng sẽ được phanh phay.